Xin chào các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị sơ dừa để chuẩn bị ương ra mấy cây dâu tây nha các bạn. Đây sơ dừa này mình mua ở Lazada. Này mua 100 cái mà luôn tiền ship là 80.000 nha các bạn. Giờ mình bỏ vô vô thau nước mình ngâm nha các bạn. Ngâm chắc tầm khoảng 20 giây là nó nở rồi hết rồi các bạn. Nhưng mà thôi mình cứ để khoảng 5 phút nha các bạn. Cho mình ngâm khoảng cỡ 30 cây. 30 cái. Chưa ngâm sơ dừa con. Ngâm sơ dừa để hồi nữa nó nở ra mình đem đi mình trồng mấy cái vô tay á. Mấy cái rồi 2 4 6 8 10 2 4 5 các bạn, 5 6 7 đếm bao nhiêu tay? 6, 7, 8, 9, 10. Mình có khay 30 lỗ nên mình chà gieo luôn, mình trồng luôn 30 cái luôn, 32 cái luôn các bạn. Cái khay 32 cái mình trồng 32 cái. Rồi. Đây, để bây giờ mình sẽ ngâm sơ dừa. Ngâm viên nén sơ dừa. Một chút nữa nó nở ra thì sẽ lấy đi gieo. Đây là mấy cái dâu tây mình ương hổm gà nha các bạn. Tới nay từ ngày 22 mà tính tới nay là hơn một tháng, cỡ tầm một tháng một tuần rồi nha các bạn. Có mỗi cái cây này sao cái đất ở chỗ này nó bị bóng rêu quá. Mấy cây này thì không sao, mấy có cây này nó to mà không biết phải dâu hay là cỏ các bạn, mình cũng không rành. Dâu hay cỏ, lá cũng giống lá dâu. Giống lấy dầu mà biết dầu hồi cỏ. Cây này thì hôm bữa bị cái chậu này bữa bị tưới nước á, để hoài mưa chứ mưa nó dội xuống rồi cái nó chết hết mấy cây, còn được có một cây. Đây cũng vậy, đây được 3 cây. Dầu nó ra trước hay sao các bạn, có một cái cây nhỏ nhỏ cái đốm trắng trắng này nè. Trắng trắng này là nó cũng là một cái cây á. Đây cũng nhiều, thấy vậy chứ. Thấy như đây vậy chứ mà mình tách ra cũng nhiều lắm nha các bạn. Mình ngâm viên nén sơ dừa nè. Một tí nữa mà nó nở ra xong rồi mình lấy mình đi đi trồng thôi các bạn. Này không là cũng 5-6 gì đây cũng nhiều các bạn. Chắc cũng tầm 30 cây của mình ạ. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi vô mình ra cây nha các bạn. Vô lấy sơ dừa viên nén mình tách ra cây nha. Nó sơ dừa nó nở gần hết rồi nè các bạn. Mình sẽ lấy sơ dừa mình bỏ vô trong cái khay này. Trong khay này mình lót thêm một ít sơ dừa để cho nó để cho cái viên này nó cao lên các bạn, với lại cho nó dễ hút nước nè, dễ hút nước nè. Mình sẽ lấy cái sơ dừa này mình cắt ra, cắt nó nhỏ rồi mình bỏ vô đây. Đây viên nén thì nó nở rồi, nở cũng nhiều rồi. Đây mình lấy cái sơ viên nén sơ dừa này ra nha các bạn. Lấy ra cái mình tách này ra, ở đây ra mình bung này ra cho nó ló cái sơ dừa ra để mình trồng nha. Ở dưới đây nó cái lỗ này nó to quá, mình làm cho nó nhỏ lại bớt các bạn, nhỏ lại cho nó ôm cái gốc. Đây cây dâu của mình đó,
dầu của mình. Cho nó vô. Xong ok nha các bạn. Tiếp theo các bạn. Giờ cũng tách này ra. Làm cho lỗ nó nhỏ lại chút nè. Chăm mấy cây nhỏ này nó cực lắm nha các bạn. Chăm nó thật là tỉ mỉ nha các bạn. Cái viên nén xoài dừa này thì về cơ bản nó cũng có cái phân cái thuốc trong đây người ta cũng vô sẵn hết cho mình này. Nên dùng cái này ương cho con cũng tốt nha các bạn. Hôm bữa mình ương mấy cái cúc. Bữa mình ương mấy cái cúc nó lên để mầm cũng tốt lắm. Giờ mình đưa thử mấy cây dâu con thử thế nào. Cứ quay một chỗ thôi đừng có mà di chuyển nhiều quá. Bởi làm sao cho nó vừa có thấy cái khung hình này nè. Hình xinh đó đẹp. Giống như người ta quay phim đó. Bữa mình gieo nó nằm chùm hết nên giờ tất cả cũng hơi cực nha các bạn. Ra những cái cây mà dâu tươi tốt nhất cho các bạn. Đây, mình gieo được 32 cây rồi. Bây giờ vẫn còn một số cây nhỏ nhỏ này các bạn. Chắc giờ mình để mấy cây nhỏ nhỏ lớn lên mình sẽ gieo tiếp, ương ra tiếp. Giờ ương trước 32 cây, trồng thử xem sao. Rồi, nếu các bạn thấy clip hay thì bấm like và đăng ký kênh của mình nha các bạn. Tại vì bữa nữa mấy cây này lớn á, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Và mình sẽ quay tiếp mấy cái cách chăm sóc dâu tây từ hạt này nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới nha. Bye.